Alo, ban tổ chức thông báo hôm nay thi đấu nội dung chuyên nghiệp và bán chuyên 7.0 sẽ thi đấu không? Trên màn hình của chúng tôi thì Nguyễn Hoàng Thiên là người đứng đối diện ở góc máy phía xa của camera và mặc áo trắng. Dũng Oscar mặc áo xanh đứng ở ô trả giao bóng thứ nhất. Và tại giờ đấu thứ nhất này, người có quyền giao bóng là Hoàng Thành Trung. Giao lại bóng 1. Lỗi 1. Xin chào bạn Nguyễn Quốc Khang, xin chào bạn Nguyễn Anh Cường. Mọi người đang comment và ủng hộ cho VNNet và chúng tôi rất cảm ơn. Không phải lúc nào cũng có thể trả lời tương tác của mọi người ngay lập tức được, bởi vì diễn biến trận đấu đang rất hay. Và nói quá nhiều tại những tình huống bóng thì có thể sẽ gây khó chịu cho người xem. Phải lựa lúc chứ đúng không? Quá hay. Hoàng Thiên vừa thực hiện một cú nhấn hết sức đúng nhịp. Sao lại lùi? Danh Khánh Hòa vừa quá cẩn thận trong tình huống trước. Thay vì dấn lên để đập smart thì đã mất một nhịp lỡ. Rất may là cú cài ở tình huống bóng đấy vẫn có hiệu quả để dứt điểm trong tình huống tiếp theo. Và ngay ở giờ cầm giao bóng đầu tiên, giờ đầu có thể nói là rất mạnh, thì Hoàng Thành Trung và Danh Khánh Hòa, tên thật là Trần Lương Ân, đã để mất break đầu tiên. Tỷ số hiện tại đang tạm là 1-0, nghiêng về phía đôi vận động viên Hoàng Thành Trung và Dũng Oscar. Xin lỗi, Nguyễn Hoàng Thiên và Dũng Oscar. Và người cầm giao bóng ở giờ đấu thứ 2 này là tay vợt triệu đô Nguyễn Hoàng Thiên. Bóng tốt, không còn gì để nói. Sắc ngọt, chính xác và rất xa khoảng với của Trần Lương Ân.
bóng ngoài rồi. Mặc dù là một tay vợt bán chuyên được coi là rất sắc sảo về lưới, nhưng rõ ràng là Danh Khánh Hòa cũng bị ngợp trước những cú thuận tay mang đẳng cấp chuyên nghiệp quốc tế như của Hoàng Thiên. Điểm yếu ở cú ve bung trái tay của Hoàng Thiên vừa được bộc lộ khá rõ. Không còn một chỗ trống trên khán đài của sân Lạch Tray, 17 Lạch Tray, thành phố Hải Phòng. Sức hút của tay vợt Triệu Đô Nguyễn Hoàng Thiên cùng với các tên tuổi chuyên nghiệp và bán chuyên thực sự là rất hấp dẫn. Quá hay, khó lòng hay hơn, thực sự đẳng cấp. Góc rất nhỏ về phía trái tay của Danh Khánh Hòa. Bóng quá cận chân. Tỷ số hiện nay đang là 2-1 và đôi vận động viên Nguyễn Hoàng Thiên, Dũng Oscar đang dẫn. Đổi giao bóng, đổi sân. Ngay từ khi có mặt tại Hải Phòng vào chiều hôm qua, Hoàng Thành Trung đã lập tức đi tìm sân để có thể luyện tập và thích nghi với các mặt sân của Hải Phòng. Trong khi các vận động viên khác đến tương đối muộn, thì vận động viên này đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng cho giải đấu của mình. Cúp Lạch Tray Hải Phòng 2017 là một giải đấu có cơ cấu tiền thưởng cho chức vô địch là 50 triệu đồng cùng một cúp có nặng chữ Lạch Tray 2017 bằng vàng thật. Một phần thưởng rất hấp dẫn. Hết sức nỗ lực, tuy nhiên Hoàng Thiên đã không thể cứu được đường bóng chính xác vào góc sân bờ sông. Đường fit của sân Lạch Tray hơi chật. Sau trận đấu giữa đôi vận động viên Hoàng Thành Trung, Danh Khánh Hòa và Dũng Oscar Nguyễn Hoàng Thiên thì các nội dung 7.0 sẽ được thi đấu tiếp ở sân số 1 17 Lạch Tray. Các vận động viên chuyên nghiệp và bán chuyên sẽ có thời gian tạm nghỉ từ 12 giờ cho đến 1 giờ 30 chiều. Và livestream của VN Tennis sẽ trở lại vào lúc 1 giờ 30 chiều để có thể tiếp tục phục vụ các bạn giải đấu lần này. Quá hiền. Dũng Oscar di chuyển rất nhanh. Đẳng cấp. Hoàng Thiên đoán rất đúng hướng bóng và có một cú xử lý volley đẹp mắt. Lỗi một rồi.
giao bóng rất hay. Mặc dù là một vận động viên bán chuyên nhưng Dũng Oscar vẫn sở hữu cú giao bóng ấn tượng. Rõ ràng là Dũng Oscar vẫn khá sợ lưới của danh cánh hòa Trần Lương Ân. Ép quá nhiều về mang cá bên phải. Lỗi 1. Bóng tốt. Online. Sâu trong vạch xanh luôn. Tỷ số 30 giao. Số người xem của chúng ta đã đạt mốc 300. Và chúng tôi hy vọng các bạn có thể tiếp tục trợ lực cho VN Tennis bằng cách share và comment tương tác với chúng tôi nhiều hơn nữa. Sức nóng ở trên sân Lạch Tray đang rất hấp dẫn và điều kiện thời tiết có thể nói là chiều lòng người. Không khí ở trên sân thoáng mát, xung quanh có nhiều cây xanh, trời không có gió và nắng thì càng lúc càng dịu. Vào thời điểm 1:30 chiều nay thì chúng tôi sẽ trở lại với một góc quay đẹp hơn để có thể tiếp tục bình luận các trận thi đấu chuyên nghiệp và bán chuyên. Sau trận đấu giữa đôi vận động viên Hoàng Thành Trung, danh Khánh Hòa và Nguyễn Hoàng Thiên, Dũng Oscar thì các vận động viên chuyên nghiệp và bán chuyên sẽ nghỉ trưa trong vòng khoảng 2 tiếng. Để giữ sức tiếp tục thi đấu đảm bảo cho chất lượng. Xí nghiệp rượu vang Lý Minh Chiết gặp đôi Lê Trung Hồ Việt vào sân số 2 thi đấu. Mời đôi Lê Trung Hồ Việt nội dung bán chuyên 7.0 vào sân số 2 thi đấu. Và Hoàng Thiên tiếp tục đang cầm giao bóng tại giây đấu lần này. Quá hay. Một cú trái rất chính xác của Hoàng Thành Trung. Không ai có thể phủ nhận sự nhạy cảm của Nguyễn Hoàng Thiên trong tình huống đánh lưới trước. Nhưng Thành Trung cũng tỏ ra hoàn toàn bình tĩnh. Có vẻ như khả năng đánh lưới của Hoàng Thiên càng ngày càng hoàn thiện. Những đường bóng rất sắc sảo.
lỗi rồi. Tỷ số đều, 30 đều. Lỗi 1. Một tình huống đánh lưới rất đẹp mắt của đôi vận động viên Hoàng Thiên và Dũng Oscar. Hết sức nỗ lực. Khả năng phòng thủ phản công của đôi Trung Vũng Tàu và Danh Khánh Hòa không hề kém. Tuy nhiên sự phản ứng của Thiên và Dũng Oscar vẫn rất tốt. Tỷ số hiện tại đang là 40 đều. Ba, hai và 40 đều. Thời tiết ở trên sân Lạch Tray đang hết sức lý tưởng để có thể thi đấu tennis. Không còn một chút nắng sáng trắng nào cả. Và các vận động viên cũng đã bắt kịp nhịp độ của điều kiện thời tiết miền Bắc. Giải đấu không thực hiện bóng vàng, vì thế đây cũng là một giờ đấu khá giằng co, khó có thể tốt hơn. Quả phải của Hoàng Thành Trung rất bất ngờ. Tiếp tục đều. Lỗi 1 rồi. Còn là cái chắc. Quá hay. Thật sự đẳng cấp. Hoàng Thành Trung vừa đánh một cú trái có thể nói là cực kỳ bất ngờ. Khi đang đôi công với Dũng Oscar và liên tục hô Danh Khánh Hòa chào lưới. Hoàng Thiên muốn tận dụng cơ hội nhưng đã ăn một quả lip lốp cực kỳ chính xác qua đầu. Rất hay. Alo,
Ban tổ chức mời đôi Lê Trung Hồ Việt nội dung bán chuyên 7.0 vào sân số 2 thi đấu. Thông báo lại, mời đôi Lê Trung Hồ Việt nội dung bán chuyên 7.0 vào sân số 2 thi đấu. Sau 5 phút không có mặt sẽ xử thua 6-0. Alo, mời đôi Tí Mập Hà Tiến Dũng vào thi đấu cùng đôi Xí Nghiệp Rượu Vang Lý Minh Chiết. Ban tổ chức xin thưa lỗi, không báo lại. Mời đôi Tí Mập Hà Tiến Dũng thi đấu với đôi Xí Nghiệp Rượu Vang Lý Minh Chiết. Danh Khánh Hòa sẽ là người cầm giao bóng ở giờ đấu tiếp theo. Trận đấu đang đi vào lúc rất căng thẳng và kết quả bốc thăm hoàn toàn ngẫu nhiên khiến cho bảng đấu này là sự hội ngộ của những cặp đấu có thể nói là rất mạnh với những trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Quá hay. Danh Khánh Hòa Trần Lương Ân vừa thể hiện một tình huống đánh lưới có thể nói là đúng phong độ, được coi là một trong những tay vợt bán chuyên có lối đánh lưới nhạy cảm, khéo léo và chính xác nhất trong những tay vợt bán chuyên đang sinh sống và hoạt động tại khu vực miền Bắc. Trần Lương Ân được Trung Khánh Hòa chọn để làm bạn đánh đôi cũng là một điều dễ hiểu. Bóng ngoài rồi, Dũng Oscar lên hơi chậm. Bóng ngoài rồi, Dũng Oscar phản ứng tương đối nhạy bén trong tình huống trả giao bóng vừa xong của Trung Vũng Tàu. Trái banh ngoài không nhiều nhưng mà đủ ngoài để trọng tài bắt điểm. Bóng ngoài.
không còn lựa chọn nào khác. Rõ ràng là Nguyễn Hoàng Thiên đã trưởng thành rất nhiều trong kỹ thuật đánh lưới của mình. Trận đấu hấp dẫn quá. Ngoài nhiều. Danh Khánh Hòa vốn không phải là một tay vợt có cú đánh phông an toàn. Một cú lên sai nhịp của Danh Khánh Hòa không khác gì lừa đồng đội, và Trung Vũng Tàu không xử lý kịp. Với thể hình, thể lực và vóc dáng được chăm chút rất cẩn thận của mình, Trung Vũng Tàu ngoài quần vợt đỉnh cao còn được biết đến như là một quý ông rất chăm chút vào trang phục và các loại phương tiện. Anh cũng có một thú vui, đó là chơi xe máy phân khối lớn. Đỗ Minh Quân đã tham gia, Hứa Mỹ Loan đã tham gia. Chúng ta đang có rất nhiều view đến từ những vận động viên chuyên nghiệp và bán chuyên của khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào tất cả mọi người. Và số người theo dõi video của VN Tennis đã vượt qua con số 300. Rất cảm ơn sự ủng hộ và like share video clip của tất cả các bạn. Chúng tôi đang thấy rất nhiều team và like đang tung lên màn hình để cổ vũ cho đôi vận động viên Hoàng Thành Trung, Danh Khánh Hòa, Nguyễn Hoàng Thiên và Dũng Oscar. Trần Lương Ân mặc dù là một tay vợt bán chuyên có lối đánh lưới sắc sảo, nhưng thực sự mà nói, để có thể thực hiện những cú bắt lưới ngọt trước những đường bóng thuận tay của những vận động viên chuyên nghiệp như Nguyễn Hoàng Thiên là không hề đơn giản. Cứu tốt quá. Và Smart cũng rất tốt. Quá đẹp mắt. Đổi giao bóng, đổi sân. Chúng ta đang có một lời chào từ Việt Dũng. Xin chào tất cả các bạn. Và chúng tôi rất vui mừng khi thấy số người theo dõi video của VN Tennis đang tăng lên với con số đáng kể. Tỷ số trận đấu nội dung chuyên nghiệp và bán chuyên giải quần vợt Lạch Tray mở rộng Hải Phòng 2017 hiện nay giữa đôi vận động viên Hoàng Thành Trung, Danh Khánh Hòa và Nguyễn Hoàng Thiên Dũng Oscar đang là 4-5. Và đôi vận động viên cầm giao bóng tại giờ đấu thứ 10 này là Nguyễn Hoàng Thiên. Giờ đấu tiếp tục. Không có cơ hội. Sân quá ngắn. Điểm số 15 giao. Điểm số 30 giao. Đường giao bóng rất có lực của Thiên. Là tiền đề rất tốt. Lỗi 1. Giao bóng 2. Trọng tài bắt đường bóng vừa rồi của Thiên ngoài.
Tỷ số hiện tại là 30-15. Hoàng Thánh Trung quyết định thực hiện một cú lip lốp nữa nhưng không thành công. Và trận đấu đang đi đến thế rất cân bằng. Tỷ số 40-15. Lỗi 1. Tốt bành. Trái bóng quá quận so với phán đoán của cả Hoàng Thành Trung lẫn Danh Khánh Hòa. Phải quá đẳng cấp của Nguyễn Hoàng Thiên. Hoàng Thành Trung thực sự mà nói đã bất ngờ trong những tình huống vừa xong. Trận đấu càng lúc càng hấp dẫn. Các bạn đang theo dõi truyền hình trực tiếp của VN Tennis, trận đấu nội dung bán chuyên nghiệp giữa hai cặp vận động viên Nguyễn Hoàng Thiên, Dũng Oscar và Hoàng Thành Trung, Danh Khánh Hòa. Alo, Hoa Tú thông báo sau trận chuyên nghiệp của đôi Lý Hoàng Nguyễn Hoàng Thiên Dũng Oca gặp đôi Hoàng Thành Trung Dũng Danh Khánh Hòa sẽ nghỉ nội dung chuyên nghiệp, thi đấu tất cả các nội dung của bán chuyên 7.0. Tiếp theo sau trận sân 1 là đôi thắng sầu riêng nền tennis gặp đôi vũ chuột con Hoàng Bảo Long.
Thiên giờ này di chuyển tốt thật, kỹ năng cả phong cả lưới đều rất hoàn hảo, càng xem càng đẹp mắt, thật sự là mãn nhãn. Hoàng Thành Trung xử lý các tình huống phản smart vừa xong không hề tệ, nhưng kỹ năng đánh lưới của cả Dũng Oscar lẫn Hoàng Thiên đều quá tốt. Những cú smart liên tiếp và chính xác ở mọi góc độ sân. Thiên đánh hay quá, càng đánh càng ngọt ngào, rất bình tĩnh nhưng sắc nét. Huỳnh Phú Quý đã tham gia. Hello, xin chào anh Dê. Tình hình Sài Gòn hôm nay mưa nắng thế nào anh? Phí phạm quá. Tình huống vừa rồi Trần Lương Ân đã di chuyển càn sân, để lại một khoảng trống rất lớn, nhưng Hoàng Thành Trung đã có sự chuẩn bị, bọc lót cho đồng đội của mình rất tốt. Loạt trận tie break, tỷ số đang là 0-2. Non quá. Tất nhiên là Dũng Oscar và Hoàng Thiên không bao giờ bỏ qua những cơ hội như vậy. Tỷ số 2-1 ở loạt tie break và Trần Lương Ân, danh Khánh Hòa, là người cầm giao bóng tại điểm này. Mỗi lần vào quả phải của Hoàng Thiên có thể nói là một việc rất phiền. Mặc dù đứng lưới rất cao và là một trong những tay vợt có lối đánh lưới sắc sảo, nhưng danh Khánh Hòa vẫn không chịu nổi cú thuận tay của Nguyễn Hoàng Thiên, cậu bé triệu đô. Lỗi một, tỷ số ở loạt tie break đang là 2-2. Thank you.
Sóng ngoài rồi. Thái hơi dày. Hoàng Thiên quyết định thực hiện một cú xỉa lưới nhưng không thành công. Đổi giao bóng. Alo, sau trận chuyên nghiệp trên sân số 1, mời tất cả vận động viên chuyên nghiệp. Tỷ số là tie break đang là 3 đều. Có xe ban tổ chức trở về phòng nghỉ ngơi rồi để đi ăn cơm trưa. Các cổ động viên Hải Phòng đang nói là kênh Hải Phòng không có, dĩ nhiên rồi. Đây là trực tiếp trên fanpage của VN Tennis. Và chúng tôi sẽ phục vụ tiếp các bạn vào thời điểm khoảng tầm 1 giờ 30 chiều nay. Các trận chuyên nghiệp bán chuyên của nội dung Super chuyên nghiệp bán chuyên giải quần vợt Lạch Tray Hải Phòng mở rộng 2017. Sau trận đấu này thì các vận động viên sẽ có khoảng thời gian là khoảng độ 1 tiếng rưỡi để nghỉ và ăn cơm trưa. Mặc dù có những cú quả hết sức sắc nét nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy rằng đôi vận động viên của Hoàng Thiên vẫn không thể nào áp đảo được đôi của Hoàng Thành Trung và Danh Khánh Hoàng. Hoàng Thành Trung vẫn hết sức bình tĩnh xử lý tình huống và chứng tỏ đẳng cấp của một vận động viên đẳng cấp cao. Và tại đúng một thời điểm rất quan trọng thì anh đã giao hai bóng lỗi. Với tốt thế nhỉ? Lỗi tại sân. Nếu sân thi đấu rộng hơn, chắc chắn Nguyễn Hoàng Thiên đã có thể xử lý được tình huống vừa rồi. Số người theo dõi của chúng ta đã lên tới 320 và chúng tôi rất cảm ơn những sự chia sẻ cũng như là like, share, comment của các bạn với video nội dung của VN Tennis. Những tình huống ngạt thở ở trên sân và Nguyễn Hoàng Thiên vừa thực hiện một cú smart lỗi. Sau trận đấu giữa Nguyễn Hoàng Thiên, Dũng Oscar và Trung Vũng Tàu Danh Khánh Hòa, ban tổ chức sẽ bố trí cho các vận động viên chuyên nghiệp và bán chuyên được nghỉ trưa khoảng 1 tiếng 30 phút và video của chúng tôi sẽ quay trở lại phục vụ các bạn vào lúc 1 giờ 30 chiều. Hãy nhớ theo dõi VN Tennis để có thể đeo bám những diễn biến của giải đấu chuyên nghiệp và bán chuyên giải quần vợt Lạch Tray mở rộng 2017. Giải kéo dài trong 2 ngày 11 và 12 tháng 11 năm 2017 và được tổ chức tại sân thi đấu chính 17 Lạch Tray, Hải Phòng. Ngoài nội dung chuyên nghiệp và bán chuyên thì các nội dung 7.0 được tổ chức trên mặt sân 2 và sân 3 cũng là những sân chơi hết sức hấp dẫn. Quá xuất sắc. Và tỷ số hiện nay của loạt tie break đang là 6 đều. Trận đấu cực kỳ căng thẳng.
với những pha bóng đẹp mắt. Trên sân Lạch Tray của chúng ta hiện nay không còn một chỗ trống và các bạn có thể nhìn thấy nhiệt huyết của cổ động viên Hải Phòng. Nội dung của bán chuyên 7.0 tiếp theo sân 1, trận ọp 3 thắng sầu riêng nghìn tennis gặp đôi vũ trụ con Hoàng Bảo Lộc. Tiếp theo sân 2, trận ọp 2 công VOV Thanh Sơn Na gặp đôi Đỗ Hoàng Lan Hiếu Lô Bắc. Tiếp theo sân 3, ọp 1 Sơn Ba Lát Vượng Thanh Hóa gặp đôi Chính Tín Hải Phòng. Tỷ số đang là 6 đều và người cầm giao bóng tại điểm tiếp theo là Danh Khánh Hòa, Trần Lương Ân. Lỗi 1. Lỗi rồi, phí phạm quá. Tỷ số là 7-6 và người cầm giao bóng tại điểm này là Dũng Oscar. Lỗi 1. Ngoài rồi. Và trận đấu kết thúc với phần thắng nghiêng về phía đôi vận động viên Nguyễn Hoàng Thiên và Dũng Oscar sau một trận đấu có thể nói là nảy lửa tại nội dung chuyên nghiệp bán chuyên của giải quần vợt Lạch Tray Hải Phòng 2017. Cảm ơn các bạn đã theo dõi giải đấu và chúng tôi sẽ trở lại vào chiều nay vào lúc 1:30, tức là 13:30 phút ngày 11 tháng 11 năm 2017 trên truyền hình trực tiếp của VN Tennis. Xin chào và hẹn gặp lại.